tiếp tục trận đấu thứ tư giữa hai đội Rồng Riềng và thành phố Gạch Giá. Rồng Riềng đang dẫn trước thành phố Gạch Giá tỷ số 2-1. Thank you.
Kết thúc trận đấu thứ tư, huyện Nhồng Quyền tiếp tục thắng thành phố Gạch Giá, và chung cuộc huyện Nhồng Quyền thắng thành phố Gạch Giá với tỷ số 3-1.